Đêm nay là đêm hóa thân thành sói của tộc người sói. Tất cả người sói trưởng thành sẽ tắm trong ánh trăng và biến thành sói. Người này biến thành sói nâu, còn người này biến thành một con sói xám. Nhìn mọi người lần lượt biến thành sói, Lupin cảm thấy rất phấn khích. Cậu ấy vừa tròn 10 tuổi, cũng sắp biến thành một con sói mạnh mẽ. Cậu bước đến nơi ánh trăng với vẻ tràn đầy sự tự tin. Bùm, hãy mau chúc mừng Lupin biến thành sói đi. Nhưng sao lại biến thành một con chó su cơ chứ? Lupin nhìn vào gương không thể tin vào mắt mình được. Cậu ấy lại đi đến nơi ánh trăng, niệm câu thần chú của tộc người sói, xin thần mặt trăng biến tôi thành sói. Tộc sói ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó dần trở nên chán ghét cậu. Nếu có một con chó con trong bầy sói, vậy thì tộc sói chúng ta không xong rồi. Nói xong, thủ lĩnh tộc sói bắt đầu ra tay. Ông ta nói, thằng nhóc này đã bị nguyền rủa rồi, bởi vì nó đã làm mất chiếc nhẫn sói. Hóa ra một vài năm trước, cha của Lupin từng là thủ lĩnh của tộc người sói. Khi đó, hàng ngày cha sẽ cõng theo Lupin chạy trong rừng. Không may, trong một lần tai nạn, họ đã gặp một con người. Ông chú ấy nhìn thấy sói vô cùng sợ hãi, suýt rơi khỏi vách đá. Cha của Lupin không màng nguy hiểm, lao tới cứu ông ta, nhưng còn bản thân thì lại không may rơi xuống vực sâu. Cảnh tượng này đều được một con sói nâu lớn trong bóng tối nhìn thấy. Hắn ta tàn nhẫn kéo lên Lupin còn đang buồn vã đi. Đồng thời, Lupin cũng không cẩn thận làm rơi mất chiếc nhẫn sói. Sau cái chết của cha Lupin, sói nâu trở thành thủ lĩnh mới của tộc người sói. Hắn đuổi Lupin ra khỏi tộc sói, cảnh báo cậu phải tìm được trước những sói mới được quay trở lại. Như vậy vẫn chưa kết thúc, có hai đứa trẻ bắt Lupin đi, chúng nhuộm lông cậu thành màu hồng, đeo vòng cổ và vứt cậu ở lề đường. Lupin đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, cậu ấy hoảng sợ bỏ chạy trên đường. Nhưng lúc này, một chú chó hoang tên là Batty đã giải cứu nó. Tuy nhiên, Lupin không những không biết ơn, ngược lại còn rất ghét Batty. Bản thân là một con chó sói, làm sao có thể hòa hợp với một con chó con? Quả nhiên, cậu ấy đã rời bỏ Batty, một mình rời đi. Cậu ấy không ngờ rằng mình lại gặp phải một con chó hoang khác. Con chó này to quá, Lupin vô cùng sợ hãi. Không chỉ một con, còn có con so điện, con chó đi tiểu, ngay cả trong góc cũng có vô số con chó hung dữ. Lupin sợ hãi, đành phải quay lại tìm Batty. Cậu ấy nói với Batty, nếu bạn giúp tôi tìm nhà, nói không chừng, chủ nhân cũng sẽ nuôi cậu. Vì vậy, Batty đã đưa Lupin đến nhà chủ mà Lupin đã nói. Nhưng chỉ Lupin biết đó không phải là chủ của cậu ấy, mà là ông chú nhặt được chiếc nhẫn sói kia. Hóa ra, từ lúc ông chú ấy được cha của Lupin cứu, ông ta bắt đầu quảng cáo nó trong thị trấn, nói rằng mình đã nhìn thấy một người sói. Ông ấy còn nói đã đánh bại nó, mà bằng chứng của việc đánh bại chính là chiếc nhẫn sói. Nhưng không ai trong thị trấn tin, coi ông ta như một kẻ mất trí. Lupin lẻn vào nhà ông ấy, không ngờ bị hắn bắt quả tang. Mà chiếc nhẫn trên tay hắn đã phản ứng với Lupin. Ông ta rất tò mò, lẽ nào con chó con to bằng nắm tay này là sói sao? Nói rồi, ông ta trói Lupin vào góc tường, bắt đầu kiểm tra cậu ấy. Lupin bị trói hai tay, thiết bị trên bàn muốn tóm lấy kẹp cậu ấy. Ánh sáng tia laser đang quét từ trên xuống dưới, mấy tia laser màu đỏ bắn vào, đốt cháy đuôi của Lupin. Số liệu quét đã có kết quả rồi, Lupin thực sự có máu của tộc người sói. Ông ta vui mừng như điên như dại, mọi người trong thị trấn sẽ tự hào về tôi bây giờ. Nhưng ngay lúc này có người gõ cửa nhà ông ấy, ông ta mở cửa ra nhìn, không có gì nha. Nhưng quay đầu lại thì nhìn thấy một con chó khác. Batty nhảy tung lên đùa giỡn, khiến ông ta quay lòng vòng. Đồng thời cũng nhân cơ hội đi cứu Lupin, để cậu ấy lấy được nhẫn sói thành công. Hai con chó con rất hạnh phúc, vẫn đang hồi tưởng về cuộc phiêu lưu vừa rồi. Đúng lúc này, Lupin và Batty bị bắt cóc bởi hai kẻ xấu. Họ ném hai con chó con vào nhà tù của chó. Trong nhà tù, nó đã gặp ba con chó hoang dễ thương, mà lão đại của ba con chó này chính là con chó bé nhỏ này. Lão đại tự giới thiệu mình tên là Chihuahua, là lão đại ở đây. Lupin ngạc nhiên hỏi lại, bạn ư, tại sao, bạn quá nhỏ đi. Chihuahua tức giận nói, ngươi vừa mới nói ta nhỏ con ư. Hóa ra lão đại ghét nhất người khác nói mình nhỏ con. Nếu cậu nói câu đó, vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. May mắn thay, các đàn em đã ngăn cản lão đại, mới ngăn chặn cơn thịnh nộ của nó. Điều quan trọng nhất bây giờ là hợp sức cùng nhau để thoát khỏi cảnh tù tội. Batty đột nhiên phát hiện bên dưới chúng có một tầng hầm. Ba con chó rất sợ hãi, bởi vì là tầng hầm dưới lối đi trong truyền thuyết nhốt một con quái vật ăn thịt chó. Lúc này nhân công đi qua, mở cửa và phát xương cho bọn họ. Nhìn vào nút bên ngoài cửa, Batty có một ý tưởng, chỉ thấy nó đẩy miệng của lão đại ra, gãi sau đầu của con chó đứng thứ hai, lại nhặt bóng của con thứ ba, thành công nhận được xương. Lại dùng lực ném một cái, vừa hay kẹt vào cửa. Nhưng Batty quá lớn, không thể nào chui qua được. Vì vậy, họ đã cử lão đại Chihuahua. Lão đại dùng sức chen ra, cuối cùng đã nhảy ra ngoài. Nó nhảy mạnh một cái đập vào cái nút, nhưng ai cũng không ngờ con chó bị mù màu. Vô tình bấm nhầm nút màu đỏ khiến còi báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi.
báo động thu hút và chuẩn đội bắt chó. Bà ta chất vấn chúng, rốt cuộc con chó nào muốn trốn thoát. Lúc này Lupin đã đi ra, nó sẵn lòng thành kẻ chịu tội thay. Và trước mặt bà trùm, Lupin giơ cao bắp chân nhỏ của mình lên và tiểu bậy lên người bà ta. Đám chó hỏi Lupin sao lại bắt đầu tiểu bậy vậy. Lupin nói cô đã kiềm chế quá lâu rồi. Và với những hành động đó, đã khiến Lupin bị vứt vào tầng hầm. Mà kẻ đợi nó chính là con quái vật ăn thịt chó kia. Lupin bị nhốt trong tầng hầm, cậu ấy run sợ bởi vì nó phải đối mặt một con quái vật ăn thịt chó. Nhưng cho dù Lupin trốn thoát thế nào, cũng không tìm được lối ra, cuối cùng nó đã từ bỏ. Lupin hét lớn, đến đi, ăn tôi đi. Bất ngờ con quái vật nói, tôi không ăn thịt chó, động vật bẩn thỉu. Nhưng khi con quái vật thò đầu ra, Lupin bị sốc, gọi cha. Hóa ra vài năm trước, cha của Lupin rơi xuống vách đá, nhưng ông ấy không chết. Lúc đó thể lực ông yếu và nằm bên đường. Không ngờ, đội bắt chó đã bắt cóc ông và nhốt trong tầng hầm. Mà càng đáng ngạc nhiên hơn là đây chính là âm mưu của con sói nâu. Vì để mọi người nghĩ rằng thủ lĩnh đã chết, con sói nâu có thể thay thế ông ấy một cách hợp lý, cai trị tộc người sói. Đúng lúc này, bốn con chó hoang cũng lao ra. Bởi vì vừa rồi, sự cống hiến dũng cảm của Lupin khiến bốn chú chó con cảm động. Chúng cũng cố gắng hết sức để chạy lại cứu Lupin. Họ nghĩ rằng cha của Lupin là một con quái vật và đánh nó thật mạnh. Lupin nhanh chóng ngăn họ lại và giải thích cho bạn bè mình là tộc người sói biến thành và con quái vật này không phải là quái vật, ông ấy chính là cha ruột của cậu. Điều quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi nhà tù và vạch trần những việc làm xấu xa của con sói nâu. Năm chú chó con hợp lực thả bố của Lupin ra ngoài. Mượn cơ thể của cha mình, chúng đã trốn thoát khỏi tầng hầm. Đi qua đường hầm, họ may mắn được đi trên tàu điện ngầm. Nhưng chưa vui vẻ được 2 giây, Lupin bắt đầu co giật. Hóa ra người sói chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng sẽ trở thành con người. Khi tàu điện ngầm chạy ra khỏi đường hầm, sau một làn khói Lupin đã trở thành một cậu bé. Lupin vui vẻ nói, hãy nhìn tôi thành người rồi này. Bốn con chó liền xấu hổ che lại đi bạn ơi. Lupin trộm quần áo của người lạ, rồi cùng với cha của mình đến tộc người sói. Lúc này, những người sói đang trải qua một đêm để trở thành một con sói. Vào thời điểm quan trọng, Lupin đã xuất hiện. Con sói nâu không quan tâm, nhưng lúc này một tiếng gầm hét cắt ngang nó. Thành viên tộc sói vô cùng ngạc nhiên khi thấy cha của Lupin còn sống. Con sói nâu nói, ngươi làm sao có thể trốn được, ý tôi là làm thế nào mà ông vẫn còn sống. Sói nâu vô cùng sợ hãi, nhìn thấy tội ác của mình sắp bị bại lộ. Nó phải đuổi theo Lupin và định ăn thịt cậu ấy. Nó đuổi theo không dứt, cuối cùng, hắn đã đến mái nhà của người sói với Lupin. Lupin cố gắng chạy thoát, vừa hay đến dưới ánh trăng. Chỉ cần bước vào ánh trăng, Lupin sẽ có thể biến thành hình dạng con sói. Và con sói nâu cũng đang từng bước tiếp cận. Lúc này, một vài chú chó con dưới mái nhà sủa nó, mà những con sói khác cũng hú với Lupin. Có sự tin tưởng của mọi người, Lupin biến đổi một lần nữa. Nhưng Lupin vẫn lại trở thành một con chó. Con sói nâu cười nhạo nó, nhưng tiếp theo, nó không thể cười nữa. Lupin gầm lên một cách dũng mãnh, khiến sói nâu kinh hãi lùi về sau và trượt chân ngã xuống bên dưới. Kết thúc câu chuyện, gia tộc người sói trước đây giờ đã biến thành nơi trú ẩn của chó hoang. Còn Lupin thì sao, cũng đã sống một cuộc sống hạnh phúc với Batty.